chúng ta xem cái đoạn này trước. Bệnh tật là con người chúng ta khó mà tránh khỏi. Khi con người bị bệnh, nhất là khi tình hình bệnh tật nghiêm trọng, đích thực tâm liền tán loạn, chính mình không thể tự chủ, nên gọi là bệnh cấp loạn đầu y. Cách làm này không những không có lợi cho tật bệnh, rất có thể bị nặng thêm. Có một số bệnh tật đích thực có thể trị được khỏi, trái lại thì biến thành bất trị. Loại tình huống này từ xưa đến nay đều có, hiện tại ở chung quanh đời sống chúng ta. Chỉ cần chúng ta lưu ý, bạn liền sẽ thường có thể thấy được. Cái then chốt nhất là gì? Là chính ở bản thân mình. Nếu khi chúng ta gặp phải bệnh tật, phải xử lý như thế nào mới là chính xác? Trước tiên, nhất định phải biết căn nguyên của bệnh tật. Ngay trong những lần giảng dạy trước đã nhiều lần nhắc đến vấn đề này, căn nguyên của bệnh tật. Trên tổng thể có thể phân làm ba loại lớn. Loại lớn thứ nhất là do sinh lý, ăn uống không thích hợp, nóng lạnh không tiết chế, gặp phải phong hàn. Ngạn ngữ cổ xưa thường nói bệnh từ miệng vào. Ăn uống cùng vệ sinh thường ngày trong đời sống có liên quan mật thiết đối với sức khỏe của thân thể chúng ta. Kế đến còn có một nhân tố quan trọng là tình cảm. Tình cảm có thể ảnh hưởng biến đổi sinh lý của chúng ta. Người thế gian cũng sớm đã phát hiện ra được, cũng rất là xem trọng. Loại thứ hai là oan nghiệp. Loại này không thể không tin. Những chứng cớ này rất nhiều. Chúng ta ở nước ngoài thường hay thấy được, nghe được thì càng nhiều. Thậm chí người bị bệnh, bản thân họ đến tìm tôi, thân bằng quyến thuộc của họ dẫn họ đến tìm tôi. Tôi gặp những chuyện này rất nhiều. Loại bệnh này hiện tại trong y học gọi đó là thần kinh phân liệt. Luôn luôn là khi bệnh nghiêm trọng thì liền đưa đến bệnh viện thần kinh, rất là đáng thương. Do nguyên nhân gì vậy? Bị oan hồn nhập thân, oan gia trái chủ của họ nhập vào thân của họ, không phải đến để đòi nợ mà chính là đến để đòi mạng. Đòi mạng thì nhất định phải dạy dò họ cho đến chết mới thôi. Đòi nợ thì làm cho họ phải chịu thống khổ tương đối, còn phải tốn kém một món phí thuốc thang khá nhiều. Đó là oan trái của họ. Sự việc này rất phiền phức. Việc này thuốc thang không thể giải quyết, bác sĩ bó tay hết cách. Phàm hễ bị loại bệnh chứng này, phương pháp trong nhà Phật là hòa giải, tương thông cùng với những linh quỷ này. Có thể nói điều kiện với họ
đôi bên hai phía đều được lợi ích, hiện tại gọi là lưỡng lợi. Mời họ rời khỏi. Ở trong Phật Pháp, phần nhiều là tu các công đức, đặc biệt hồi hướng cho họ. Đại đa số hoàng gia trái chủ đều có thể tiếp nhận, cho nên hòa giải có hiệu quả khả quan. Họ tiếp nhận rồi thì rời khỏi, người bệnh này liền khỏi. Ở trong lịch sử Trung Quốc, một cái chứng cứ rõ ràng nhất, đủ để đại biểu cho loại bệnh căn này. Quốc sư Ngộ Đạt vào triều nhà Đường. Quốc sư Ngộ Đạt bị một ghẻ mặt người, gần như phải mất mạng. Ngài được xem là một cao tăng tu hành có đạo đức. Gặp được tôn giả Ca Nạc Ca, giúp ông hòa giải. Hoàng gia trái chủ của ông bằng lòng, liền rời khỏi. Hơn nữa nói rõ, trong đời quá khứ, ông đã hãm hại người đó như thế nào, cho nên ông phải bị quả báo này. Phương pháp hòa giải này cũng ghi chép lại, viết thành một quyển Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Đây thuộc về hòa giải. Bệnh căn loại thứ ba là túc nghiệp. Nó không phải là sinh lý, nó cũng không phải là quan gia trái chủ, là do đời quá khứ hoặc giả là đời này tạo tác tội nghiệp cực trọng, chính mình lại không có phước báo lớn. Chính mình nếu như có phước báo lớn, tạo tội nghiệp cực nặng, tổn phước, làm giảm đi phước báo của bạn. Nếu như phước báo rất to lớn, tuy là tổn mất đi 90%, bạn vẫn còn 10 phần phước báo có thể hưởng. Nếu như không có phước báo lớn như vậy thì phiền phức liền đến. Loại bệnh tật này chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, hiện tại gọi là bệnh người già, chứng nghi dại của người già, đó là nghiệp chướng. Người hiện tại không hiểu, khi người đến già thì phải bị loại bệnh này, người già thì phải nghi dại. Họ không biết được tình huống bình thường là người già phải khỏe. Tại vì sao? Người già thì họ càng cường tráng, họ kinh nghiệm phong phú. Đối với ăn uống, đối với điều hòa tâm lý, họ biết được rất nhiều. Hay nói cách khác, họ biết được đạo dưỡng sinh. Cho nên càng già càng khỏe mạnh, đây là việc rất hợp lý, rất phù hợp với khoa học. Già mà suy, thành thật mà nói, họ ở ngay trong đời sống này, họ không hề tập được cái đạo dưỡng sinh. Họ không hề lưu ý, họ chưa học được. Bình thường nhất định là càng già càng khỏe mạnh, càng già càng có trí tuệ, càng già càng có kinh nghiệm. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có nói, nhà có người già chính là nhà có của báo. Bất cứ nghi nan tạp chứng nào thưa hỏi với họ thì đều có thể hóa giải. Họ có trí tuệ, kinh nghiệm của họ phong phú hơn người trẻ tuổi, trí tuệ cao hơn người tuổi trẻ. Cho nên họ là cột trụ cho một gia đình, một đoàn thể nhỏ. Vì chúng ta hiểu rõ ba loại căn nguyên của bệnh tật rồi, chúng ta liền biết được phải làm thế nào để đối trị. Về phương diện sinh lý, ăn uống thì chúng ta phải đặc biệt chú trọng, nhất là vào xã hội trước mắt. Thực vật
đều mang theo mầm bệnh. Chọn lựa đối với thực vật rất là quan trọng. Khí hậu hiện tại khác thường, nhất là giao thông tiện lợi. Thông thường phạm vi đời sống của con người rất rộng, có rất nhiều người làm ăn buôn bán, có công ty ngoài nước, sự nghiệp khắp toàn cầu, thường hay đi tham quan, đi làm việc. Mỗi một nơi thời gian khác biệt, khí hậu khác biệt, cho nên đối với ăn mặc quần áo đặc biệt quan trọng. Có thể chú ý đời sống thì có thể giảm ít được phương diện bệnh tật này. Thứ hai, nhất định phải hiểu được oan gia nên giải, không nên kết. Quyết định không kết oán thù với người, vậy thì oán cừu đã kết trong đời quá khứ, phải làm thế nào? Nếu như chúng ta tâm chánh, làm chánh, mỗi niệm vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước, diễn ly tham sân si mạng, diễn ly danh vọng lợi dưỡng, trong đời quá khứ, cho dù là quan gia trái chủ, họ xem thấy tâm hành của bạn như vậy, họ cung kính đối với bạn, họ sẽ không đến báo thù bạn. Vì sao vậy? Bạn là người thiện, bạn là một người vô tư, vô ngã, đại công, vì mọi người. Loại người này chư Phật Bồ Tát Thiên Long Thiện Thần đều bảo hộ. Huống hồ chúng ta đem tất cả thiện hạnh công đức của chính mình đã tu, đều có thể hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trong đời quá khứ của chính mình. Họ sẽ không đến gây phiền phức. Ghi đến buổi tối đi ngủ, một ác mộng cũng không hề có. Thậm chí, đến rất nhiều người thông thường, người ta nói không trong sạch, trong đây có yêu ma quỷ quái, những phòng ốc này người ta không dám ở. Bạn ở nơi đó bình an, không có việc gì. Không hề có chuyện gì, vì họ tôn kính bạn. Không những họ không nhiễu loạn bạn, họ còn bảo hộ bạn. Điều là chính mình hiểu được chính mình phải nên làm thế nào. Loại bệnh tật thứ ba, căn nguyên là do ác nghiệp. Chúng ta biết được rồi, quyết định không tạo ác nghiệp, quyết định tin tưởng lời giáo huấn của Phật Đà. Phật nói, Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả thế gian khổ. Trong tất cả thế gian khổ này là bao gồm hết bệnh khổ. Một pháp này là pháp gì? Phật dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không để chút nào bất thiện xen tạp. Quá khứ đời này bạn đã tạo ra tất cả tội nghiệp cực trọng cũng được hóa giải. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, y theo những phương pháp lý luận này mà tu học, khẳng định là có thể rời xa được bệnh tật.